Ngày 2 tháng 8, sản phụ Trần Thị Phượng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với kết luận rau tiền đạo. Ngày 19 tháng 8, sản phụ Trần Thị Bích Hường tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Nguyên nhân theo khẳng định của bệnh viện là do phong huyết từ cung rau. Ngày 5 tháng 9, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Vinh đã bao vây Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vì cho rằng bệnh viện này đã gây ra cái chết bất thường của người thân của họ. Sau đó, nguyên nhân tử vong được xác định là tắc mạch ối. Rồi liên tiếp các vụ sản phụ và cả thai nhi tử vong tại Thanh Hóa, Bình Dương. Và mới đây nhất, ngày 12 tháng 9 là vụ việc tử vong sau sinh của sản phụ Ngô Thị Dịu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng chuyên môn đều được lập ra sau mỗi vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân những cái chết tức tưởi của các sản phụ. Nhưng không ngoài một kết luận chung, tai biến sản khoa. Sự việc đau lòng xảy ra, hầu như không có bệnh viện nào nhận trách nhiệm về mình. Đâu phải là cái bệnh nào vào viện cũng là phải khỏi, là được ra viện, nó có cái tỷ lệ tử vong. Và nhất là những bệnh nhân này, phong huyết tử cung rau này, tỷ lệ tử vong mẹ và tỷ lệ tử vong ca con là cao. Thế nhưng ở đây chúng tôi đã mặc dù tuyến huyện, thế nhưng đã hết sức cố gắng là cứu được cháu bé ra rồi. Thế nhưng, nhìn sự sơ sài, tạm bợ của một phòng đẻ tuyến huyện như thế này, người ta có quyền nghi ngại về những bất trắc mà sản phụ có thể gặp phải trong quá trình sinh nở. Hay bất kỳ ai biết suy nghĩ cũng băn khoăn, hai bác sĩ sẽ xoay sở như thế nào để vừa khám, vừa đỡ đẻ, vừa mổ đẻ cho gần 20-30 sản phụ chờ sinh trong một ngày. Cái sự chậm trễ trong cấp cứu, cái sự chuyển chậm, cái sự đi lại nó xa, cái điều kiện trang bị tại cái nơi cấp cứu, rồi các phương tiện cấp cứu cũng như là cán bộ, năng lực của cán bộ là một trong những yếu tố có thể góp phần vào cái việc gây ra cái tử vong. Và cái kết chung của những câu chuyện về sản phụ hay thai nhi tử vong thường là bệnh viện dùng tiền để bù đắp cho gia đình nạn nhân. Ít thì vài chục triệu như Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa Bắc Giang, nhiều thì vài trăm triệu như Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Tất nhiên là sự bù đắp đó luôn có điều kiện đi kèm. Một là cán bộ bác sĩ trong bệnh viện là không tiêu cực. Hai là bệnh viện các bác sĩ trong bệnh viện là nhiệt tình cứu chữa đến hết mức. Thứ ba là trước khi đi là bệnh nhân cũng không có vấn đề gì. Ít ai biết rằng để nhận được 70 triệu đồng từ Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, gia đình nạn nhân Trần Thị Bích Hường đã phải trải qua một cuộc thương lượng căng thẳng theo kiểu cò kè bớt một thêm hai. Vô hình chung, một thứ vô giá như sinh mệnh con người cũng đã được mang ra ngã giá. Thì tôi nói ngay với gia đình ngay từ đầu là chỉ vài ba chục triệu thôi, ba chục triệu thì tôi nghĩ là trong với lượng cán bộ công nhân viên tôi thì mỗi người một ít thì góp vào thì cũng có thể được, là tôi nghĩ là thế. Và khi mà tôi làm cái việc này tôi phải thông qua hội nghị giao ban của anh em lấy ý kiến anh em cũng đồng tình, người ta còn làm từ thiện nhưng mà trong hoàn cảnh gà trống nuôi con với ba đứa trẻ, một lên 6, một lên 10 và một thì vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện, người đàn ông này không còn cách nào khác là chấp nhận, dù biết rằng việc làm đó có thể là có lỗi với người vợ vắn số của mình. Trao đổi với phóng viên VTC14 về vấn đề bồi thường cho các gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định đó là biểu hiện của một hành động thoái thác trách nhiệm bằng tiền. Đồng tiền quả thật có sức mạnh, khi trong nhiều trường hợp nó có thể che đậy cho sự yếu kém về chuyên môn và thờ ơ về trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân tồn tại với danh nghĩa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân. Đối với từng trường hợp cụ thể thế là sai hoàn toàn. Đấy. Phải nói là nếu đối với một trường hợp cụ thể là bây giờ tôi bồi thường như thế này và không được phép kiện, không được gì đấy là sai hoàn toàn. Vì trong ngành y không phải rằng là ông bồi thường bao nhiêu tiền đó là xong. Trách nhiệm của những người bác sĩ đó vẫn phải được tuân thủ, là chúng ta phải có cái kiểm tra tử vong, vẫn phải xem xét và quy kết trách nhiệm sau khi bệnh nhân chết. Nhiều đứa trẻ khi sinh ra đã mất đi hơi ấm của tình mẫu tử. Nhiều đứa trẻ lớn lên mà không một lần được nếm vị ngọt của dòng sữa mẹ. Với đứa trẻ này,
70 triệu đồng có thể là vô nghĩa. Con nhớ mẹ nhiều lắm rồi. Một bệnh viện có thể bỏ ra 70 triệu đồng, 350 triệu đồng hay nhiều hơn thế để tránh những rắc rối về mặt pháp luật. Nhưng tiền nào mua được tính mạng, mua được niềm tin của người bệnh vào y đức và y thuật.